Kính thưa quý vị, ông Donald Trump, ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, vừa thoát khỏi bi kịch trong gang tấc tại Michigan khi tòa án tối cao bang này bác bỏ việc cấm phiếu đối với vị cựu tổng thống. Như vậy, tình huống tại bang Colorado đã không lặp lại. Trong khi đó, những tiếng nói chỉ trích ông Trump vẫn tăng nhiệt. Thống đốc Florida, ứng viên hàng đầu khác của Đảng Cộng Hòa, cảnh báo rằng ông Trump sẽ có hành động cực đoan nhắm vào đối thủ chính trị nếu đắc cử nhiệm kỳ 2. Một nghị sĩ tại Hạ viện thậm chí so sánh nếu Cục Dự trữ Liên bang Fed không hạ lãi suất sẽ phải đối mặt với viễn cảnh ông Trump đắc cử. Lý do vị cựu tổng thống này luôn phản đối lãi suất cao và nhiều người dân cũng đồng ý với quan điểm trên. Thông tin cuối cùng liên quan đến đối ngoại về kinh tế và quốc phòng của Hoa Kỳ. Lầu Năm Góc vừa tuyên bố rằng họ đang chuyển gói tài trợ thiết bị cuối cùng cho Ukraine. Nếu Quốc hội không thông qua gói mới, các nguồn cung cho đồng minh Đông Âu sẽ bị ngưng lại, tạo cơ hội lớn cho Nga phản công ngoài chiến trường. Tất cả sẽ có trong chương trình cập nhật bầu cử Mỹ ngày sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, Tòa án tối cao Michigan mới đây bác bỏ nỗ lực loại cựu Tổng thống Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại bang này, đơn kiện dựa theo điều khoản của tu trình án thứ 14. Tòa án cao nhất của bang do Đảng Dân Chủ kiểm soát giữ nguyên phán quyết cấp thấp hơn trước đó, nói họ không bị thuyết phục về khả năng cấm phiếu ông Trump. Quyết định này mang lại chiến thắng pháp lý cho ông Trump khi muốn ngăn chặn các vụ kiện dựa trên tu chính án thứ 14 được đệ trình trên khắp đất nước nhằm ngăn chặn cựu Tổng thống trở lại Nhà Trắng. Tu chính án 14 quy định cấm mọi công dân tham gia chính quyền nếu trước đó nằm trong phong trào nổi dậy hoặc xúi dục nổi dậy. Những người kiện ông Trump trích dẫn vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 do người ủng hộ ông Trump tiến hành. Nhóm của ông Trump đã bảo vệ thành công trước các vụ kiện được đệ trình ở những bang như Minnesota, khi tòa án cấp cao cũng đưa ra phán quyết tương tự vào tháng trước. Nhưng ở Colorado, tòa án tối cao của bang vào tuần trước là cơ quan đầu tiên thực hiện bước đi đặc biệt nhằm loại bỏ tên ông Trump khỏi lá phiếu. Một tổ chức phi lợi nhuận có khuynh hướng tự do ngôn luận đã khởi kiện tương tự ở bang Oregon. Vụ tranh chấp có thể sớm được đưa lên tòa án tối cao Hoa Kỳ. Ông Trump tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định của tòa án tối cao Colorado. Một động thái sẽ tự động khiến phán quyết bị hoãn lại cho đến khi các thẩm phán tối cao ở Washington giải quyết vụ việc. Vẫn liên quan đến ông Trump, Thống đốc Florida Ron DeSantis mới đây cảnh báo cựu Tổng thống Trump có khả năng sử dụng quyền lực của chính phủ để chống lại các đối thủ chính trị cũng như người mà ông không thích nếu được bầu làm nhiệm kỳ 2. Trong một cuộc phỏng vấn Real Clear Politics, ông Ron DeSantis cũng là ứng cử viên Tổng thống từ Đảng Cộng Hòa đã vẽ ra bức tranh về nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump là tập trung vào việc trả thù các đối thủ chính trị, bao gồm cả bản thân ông DeSantis. Ông DeSantis nhắc lại một khiếu nại không có thật mà ông Trump đã đệ trình chống lại mình, cáo buộc ông DeSantis vi phạm luật tiểu bang khi phát động chiến dịch tranh cử Tổng thống sớm. Một hội đồng đạo đức của bang Florida sau đó đã bác bỏ đơn khiếu nại. Thời gian qua, có ý kiến cho rằng ông Trump đang tập trung vào việc trả thù như một nghị sự quan trọng trong chiến dịch tranh cử. Ông liên tục cho biết sẽ truy tố các đối thủ chính trị và gần đây tự ví mình là nhà độc tài. Ứng viên DeSantis cũng mô tả vô số rắc rối pháp lý của ông Trump, gây bất ổn nội bộ và giảm uy tín Đảng Cộng Hòa, kêu gọi việc cựu Tổng thống phải chịu trách nhiệm. Ứng viên DeSantis cũng nói nhiều về vụ trọng tội của ông Trump vốn đã chiếm sóng các tin tức trong một năm qua. Toàn bộ nội dung pháp lý này có ảnh hưởng lớn đến động lực tổng thể. Thống đốc Florida bước vào cuộc đua năm 2024 với nhiều kỳ vọng. Kết quả bỏ phiếu sớm cho thấy ông ngang ngửa với cựu Tổng thống Trump. DeSantis tự coi mình là một phiên bản trẻ hơn, hiệu quả hơn so với ông Trump. Nhưng ông DeSantis đang ít cơ hội để bám sát trong lúc vị cựu Tổng thống ngày càng bỏ xa các ứng viên khác. Ông Trump đã từ chối tham dự bất kỳ cuộc tranh luận sơ bộ nào vì lý do ông đang dẫn đầu mọi cuộc thăm dò. Điều này khiến các đối thủ hết sức thất vọng. Theo ứng viên DeSantis, chiến dịch tập trung vào trả thù và bị ám ảnh về những vụ án pháp lý của ông Trump là một phần trong kế hoạch của đội ngũ tranh cử phía ông Trump, được các đảng viên Đảng Dân Chủ ủng hộ. Điều này gây chia rẽ thêm ở Đảng Cộng Hòa và tất nhiên mang đến lợi thế cho Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ đang vẽ ra một bức tranh một người vi phạm pháp luật tranh cử Tổng thống năm 2024. Tuy vậy, ông DeSantis thừa nhận chiến lược trên của cựu Tổng thống Trump lại có hiệu ứng lan tỏa tích cực, thu hút sự chú ý của nhiều người và truyền thông. Những ứng viên như ông đang gặp bất lợi và không thể kiểm soát mọi thứ. Tất cả những gì có thể chỉ là cố gắng hết sức. Chiến dịch của ông DeSantis đang tập trung nguồn lực vào Iowa, bang đầu tiên bầu sơ bộ Đảng Cộng Hòa, với hy vọng chiến thắng có thể thúc đẩy quá trình đánh bại ông Trump. Theo nhiều cuộc thăm dò, ông Trump vẫn đang dẫn trước với khoảng cách xa so với người đi sau là ông DeSantis và bà Nikki Haley.
Tình hình cũng tương tự ở bang Iowa. Ví dụ trong cuộc thăm dò mới nhất của The Hill, ông Trump nhận được 52% ủng hộ, ông DeSantis nhận được 18% và bà Nikki Haley nhận được 17%. Chuyển sang câu hỏi, vấn đề kinh tế sẽ quyết định cuộc bầu cử như thế nào? Hạ nghị sĩ Ro Khanna từ bang California mới đây đã thúc giục Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cắt giảm lãi suất ngay lập tức, nếu không sẽ làm tăng khả năng tái đắc cử của cựu Tổng thống Trump. Nghị sĩ Khanna cho biết trong một bài đăng trên Twitter với nội dung, ông Powell nên cắt giảm lãi suất vì phần lớn lạm phát là do cú sốc nguồn cung gây ra. Nếu không, ông ấy có thể là người chịu trách nhiệm lớn nhất về khả năng ông Trump trở lại. Nghị sĩ Khanna là một trong những nhà phê bình tại Quốc hội thường xuyên kêu gọi Fed ngừng tăng lãi suất vì điều đó sẽ đẩy nền kinh tế tiến gần hơn viễn cảnh suy thoái. Hai ông Biden và Trump gần như chắc chắn sẽ đối đầu nhau trong cuộc tái tranh cử tổng thống vào năm tới. Khi đó, sức mạnh của nền kinh tế Mỹ có thể đóng vai trò quan trọng quyết định ai thắng, ai thua. Fed liên tục tăng lãi suất trong 2 năm qua để kiềm chế lạm phát cao. Lãi suất cao hơn nhằm mục đích giảm lạm phát bằng cách làm chậm nền kinh tế và hạn chế chi tiêu. Sau khi giữ lãi suất ổn định trong 3 cuộc họp vừa qua, các quan chức Fed hồi đầu tháng 12 cho biết họ dự đoán sẽ có một số đợt cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Cụ thể ít nhất sẽ có 2 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024, trong khi nhiều ý kiến khác dự đoán sẽ có 3 lần. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất được đưa ra khi lạm phát có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Các chỉ số quan trọng giảm xuống dưới 3%, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE vào tháng 11 đã giảm xuống 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tháng 10 được điều chỉnh giảm xuống 2,9%. Tuy nhiên, nghị sĩ Khanna cho rằng lạm phát phần lớn là do cú sốc nguồn cung, lặp lại nhận xét của nhà kinh tế Paul Krugman trên tờ The New York Times. Theo ông Krugman, việc giảm bớt lạm phát gần đây là kết quả của bình thường hóa chuỗi cung ứng, chứ không đến từ bất kỳ hành động nào của Fed. Nhà kinh tế Paul Krugman nói tiếp, Fed đã tăng lãi suất nhưng không có dấu hiệu nào về cơ chế đang vận hành theo nguyên lý tăng lãi suất sẽ giảm lạm phát, bởi vì lạm phát hiện nay không hẳn giống như lạm phát truyền thống. Có chăng việc tăng lãi suất chỉ giúp giảm tình trạng quá nóng? Hiện nay tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp đáng ngạc nhiên, chưa bao giờ vượt quá 4% ngay cả khi Fed tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 2 thập kỷ. Theo Bộ Lao động, chỉ có 3,7% người Mỹ thất nghiệp trong tháng 11. Ông Krugman chia sẻ thêm, vì vậy Fed có thể đã làm điều đúng đắn nhưng lại tồn tại những lý do không cần thiết. Lãi suất tăng cao nữa sẽ đẩy kinh tế vào suy thoái và làm giảm hoạt động kinh doanh. Đây không phải là cách bền vững. Tuy nhiên, phố Wall ngày càng tự tin trong những tuần gần đây rằng kinh tế Mỹ đã tránh được cuộc suy thoái mà hầu hết các nhà kinh tế dự đoán vào năm ngoái sẽ xảy ra. Kinh tế Mỹ đã đạt được sự hạ cánh nhẹ nhàng, tất cả mong đợi khả năng giảm lãi suất vào năm tới. Fed, một cơ quan liên bang độc lập, có thể sẽ phải đối mặt với áp lực chính trị lớn lao trong bối cảnh cuộc bầu cử năm 2024 đang tới gần. Ông Powell, một đảng viên đảng Cộng Hòa, đã tìm cách giữ chân cho Ngân hàng Trung ương đứng ngoài cuộc xung đột chính trị kể từ khi được Tổng thống Trump đề cử chức Chủ tịch Fed năm 2017. Ông Trump đã tiến hành chiến dịch gây áp lực công khai lớn chưa từng có khi Fed tăng lãi suất vào năm 2017, cũng như từ chối giảm lãi suất xuống mức gần bằng không trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc tăng nhiệt. Lãnh đạo Jerome Powell nhấn mạnh trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump rằng Fed sẽ không chịu khuất phục trước áp lực từ bất kỳ chính trị gia nào. Tổng thống Biden tái bổ nhiệm ông Powell làm giám đốc Fed vào tháng 11 năm 2021 khi lạm phát tăng cao, cho rằng các chính sách trước đó cần phải được tiếp nối. Cuối cùng, một vấn đề cũng đang nan giải với chính quyền Tổng thống Biden. Nhà Trắng mới đây tuyên bố họ sẽ cung cấp 250 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Đây là gói cuối cùng mà họ có thể thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có. Việc giao hàng diễn ra khi Quốc hội đang gặp khó khăn trong việc phê duyệt nguồn vốn mới cho Ukraine. Viện trợ tới đồng minh Đông Âu được giữ trong một gói lớn hơn, bao gồm cả tài trợ đảm bảo an ninh biên giới. Quốc hội đã tạm nghỉ để đón năm mới dương lịch, nên dường như còn xa vời về việc thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine nhằm đáp ứng nhu cầu của Kiev vào năm 2024. Gói hàng viện trợ cuối cùng được công bố gần đây bao gồm hệ thống phòng không và đạn dược, được chuyển từ kho dự trữ của quân đội Mỹ. Ngoại trưởng Antony Blinken nói, Mỹ đang chuyển gói vũ khí và thiết bị cuối cùng trong năm cho Ukraine. Điều bắt buộc là Quốc hội phải hành động nhanh chóng, càng sớm càng tốt để thúc đẩy lợi ích an ninh. Quốc gia của Mỹ bằng cách giúp Ukraine tự vệ và đảm bảo tương lai chính họ. Tổng thống Biden đã yêu cầu hơn 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự mới cùng nhiều hỗ trợ khác cho Ukraine.
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết trước đây rằng chính quyền sẽ đưa ra gói viện trợ cuối cùng cho Ukraine vào tháng 12. Khi việc đó hoàn thành, sẽ không còn sự bổ sung nữa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến thăm bất ngờ tới Washington vào giữa tháng 12 và cho biết bản thân tin tưởng vào sự hỗ trợ mạnh mẽ của lưỡng đảng dành cho Ukraine, nhưng muốn thấy hành động. Thưa quý vị, chương trình cập nhật bầu cử Mỹ của chúng tôi hôm nay đến đây cũng kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.